Cô chào Huy Anh nhá. Cô vừa mới xem video bài tập của con. Hôm nay con đọc bài rất là tốt này. Phần nguyên âm y ngắn thì cô chỉ góp ý cho con một lỗi nhỏ như thế này thôi. Thứ nhất là trong cái phần nguyên âm y ngắn ấy, các từ chữ nguyên âm y ngắn thì con chú ý cho cô từ thứ nhất là từ city. City, no city nhá. Không đọc là city, city, city. Từ thứ hai đó là từ kitten, 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 no kitten nhé. Nó có một âm t thôi. Kitten, kitten, đọc lại với cô nào. Kitten, kitten. Từ tiếp theo đó là từ kick, từ đá bóng á. Kick, kick, kick. Con chú ý làm rõ âm, nguyên âm sao, không đọc là kick mà là kick, kick. Đó là ba cái từ trong phần nguyên âm y ngắn mà cô chỉnh cho con thôi. Còn hôm nay bài giảng của con rất là tốt. Về phần nguyên âm y dài thì các từ con đọc khá là ổn. Tuy nhiên là cái độ dài của âm y ấy, con cần kéo dài hơn. Ví dụ eat, đó. Bean, bean, bean. Please, please. Seat, seat. Cái từ seat nó sẽ giúp con phân biệt với từ sit y ngắn nhé. Bởi vì nếu như nguyên âm y ngắn con đọc là sit, tức là ngồi ấy, thì cái từ seat, seat, con kéo dài âm y này ra, seat, tức là nó là gì đấy nhỉ? Cái ghế đúng nhỉ? Một số âm ví dụ như là từ sleep, sleep, sleep. Cái từ này này, con không đọc là sleep nhé. Cái từ khi mà phụ âm đôi ấy, con chú ý cho cô là phụ âm đôi thì con ngậm khẩu hình miệng âm đầu tiên và bật âm thứ hai. Sleep, sleep, sleep. Không đọc là sleep nhá. Tiếp theo là cái từ believe. Cô xin lỗi, từ be, believe, believe. Cái từ này, cái trọng âm con đang đọc sai, con đang nhấn sai trọng âm nhá. Không đọc là believe mà là believe, believe, believe. Đó. Tiếp theo là từ Vietnamese. Vietnamese, Vietnamese, Vietnamese. Đó, con chú ý cho cô là mình làm rõ khẩu hình miệng âm ending sound. Và cái phần này trong buổi trong bài ngày hôm nay, buổi tối nay con quay bài thì vì yêu cầu bài ngày hôm nay là quay nguyên âm y dài đúng nhỉ? Các từ chữ nguyên âm y dài. Con chú ý là cái độ dài của âm y dài cần ngân dài hơn nữa, tức là duy trì âm lực đều nhau và kéo dài hơn so với âm y ngắn nhé. Đó, ví dụ như live, live, team, 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 team. Đó, con chú ý cho cô, đó là một vài cái lưu ý của cô trong bài ngày hôm nay của con. Con chỉ chỉnh lại cho cô một chút nhỏ, lỗi nhỏ thôi ở trong cái phần các từ chứa nguyên âm y ngắn nhé. Cô chào Huy Anh nha.